Có một câu nói của đàn ông mà tôi cảnh báo mấy bà đừng bao giờ hy vọng hay là quá tin, vì tôi cũng đã bị lừa suốt 4 năm nay, đó chính là anh thề anh sẽ bỏ thuốc. Mà phần lớn các ông nói xong cái câu đấy thì chưa chắc bản thân đã tin là mình sẽ làm được. Nhưng mà eo ơi, sợ nhất là cái mùi thuốc ấy. Vậy nên có 3 thứ mà làm ơn những cái ông hút thuốc hãy luôn mang theo bên mình. Đầu tiên là một lọ nước rửa tay khô. Đây đây đây, tay vừa cầm thuốc mà đòi sờ vào con, còn xứng đáng bị ăn oánh không nhở? Bố thấy chưa, con mắng đấy. Thứ hai là một em xịt miệng. Mấy bà mua cho mấy ông đúng cái loại này cho tôi. Căn bản là những cái vị hoa quả ấy, nó rất là nhẹ, không thể nào át được cái mùi thuốc lá đâu. Còn cái này thì có vị bạc hà này, xịt vào thì cảm giác nó hơi the the mát mát một xíu, mà miệng thì cũng hết hôi luôn. Ngoài ra trong thành phần thì có chứa silicon, thế nên là nó sẽ ngăn ngừa sâu răng, cũng như là có một cái vị hơi ngọt ngọt. Ai mà hay bị hôi miệng hoặc chỉ đơn giản là muốn hơi thở thơm tho hơn khi mà gặp người khác ấy, thì cũng rất nên bỏ túi thêm cái lọ này. Còn cái thứ ba chính là một chai nước súc miệng khi ở nhà, vì đâu phải lúc nào cũng đánh răng được, nên một ngày cứ cố gắng súc miệng từ 2 đến 3 lần bằng cái nước 6 trong 1 này thì vừa bảo vệ được răng miệng lại còn không bị vợ con xa lánh. Tuy nhiên theo tôi, đã là đàn ông thì nói là phải làm được, vậy nên mấy ông hãy cố gắng mà bỏ thuốc đi nha.